Tốt rồi cô. Nay mùng 1 hay quá nhỉ. Đấy, đẹp lắm mà. Đúng rồi. Cây đẹp lâu lắm. Cây đẹp quá đẹp. Cây đẹp phải gặp người chơi. Đúng rồi. Được người biết. Cái này 6 triệu. Phải. Phải ra này. Thôi nhá, thì mai qua đây đấy nhá. Vâng, mai. Vâng, mai xử lý cái cây siêu nhỏ. Đấy. Siêu nhỏ ấy không có mấy chục thôi. Mấy chục thôi. Cây này là lâu rồi, hôm nay nhìn lại lần cuối. Đấy. Hay. Này sau mấy hôm nữa nó quả nhiều đẹp lắm, nó như quả trứng cá, nó chín đỏ, chín đỏ. Đây là hoa, như quả trắng ngọn như tí. Đây này, hoa nó giống hoa nguyệt quế. Mà cái cây này hoa thơm. Cũng thơm. Quả đẹp. Quýt để đuôi dài. Nổi chặt chưa? Chặt. Mất nó chưa đi đâu. Mất cái này sau này rồi. Còn bộ. À cái đấy chắc là lúc từ lúc khai thác cắt đi. Lúc đào được cắt đi. Không sao. Cứ mua để không sao lắm. 6 triệu. Hợp lý đấy. Hợp lý. Đây này về làm lại tay tán cái ngon lành ngay. Cắt tiền đi thôi. Mùa này cắt tiền. Nãy giờ thì bởi vì nó đầy đủ tay tán hết rồi. Là làm về vào dây nuôi chỗ này nó dài ra vào dây làm răm cái ui thích ngay ra. Bây giờ nó đang rồi sống chậm lắm đó. Cây này lâu năm lắm rồi, cây này mình làm cái máng nghệ thuật, máng chảy dài nghệ thuật để nó chảy đúng cái tán này này nên này đó. Đó. Nói chung là được cây cây đẹp thì nhiều ý tưởng. Cũng mùng một đây cái gì cây mai đá. Mai đá đang mini không bị xem xét rồi. Mai đá đang mini. Hôm nay mùng 1 này bán mai đá này nhiều hoa quá. Không. Đấy. Đấy sao được. Đây này đang đậu nhiều quả lắm anh này. Đúng rồi. Đang đậu quá nhiều quả. Đang mùa hoa mùa quả này. Phun luôn, phun nó càng đậu quả đây này. Úi giời anh nhìn như này những cái chùm này không bao giờ có cây cung quýt nhiều quả vậy. Thì chúc mừng. Rồi anh mới chơi cái cây này anh mới thấy quả đẹp. Bán đêm này mất ngủ. Mất ngủ thật. Cũng tiếc đi. Anh mua hôm nay hơi rẻ. Đấy. Cháu thích lâu rồi mà chưa mua được. Đấy. Từ sáng giờ bao nhiêu khách đi. Cây này lắm quả lắm để chiếu tiếp quả. Cây đâu quả rồi thế này. Thì thế nào. Ờ cho nó bắt cho các bạn nó phun lên cho nó đậu quả. Cái này chuyển đi đâu đấy cô? Vườn đấy, vườn kia đã. À, tưởng bán nốt cái này thôi này. Úi giời ơi, mẹ con chắc đẹp quá. Chắc quá đẹp. Đấy, nay lại thêm con này. Toàn hàng đẹp mà chết giờ. Đúng lúc hết tiền lắm hàng đẹp về quá. Vẫn kịp ra để xem em kinh quyết lần nữa. Ôi con chắc này hay đấy. Nó mà có miếng lũa này thì tuyệt vời. Nó có miếng lũa thì tuyệt vời. Bạn lại muốn có em này rồi. Nhìn cái này chứ. Phun tay tán nó nhanh lắm. Y hệt ngày xưa mà. Xưa với chắc thì hùng họ. Xưa với chắc. Xưa thì cũng gọi là chắc thối đúng không? Đó. Sức sống là ghê gớm lắm. Ôm dưới cái hang đá này. Tất nhiên đắp xi măng một tí. Mặt kia hình như có tí lũa. Rồi, cây đẹp. Ui. Đây, có tí lũa đây. Đó, chắc là phải có tí lũa.
Sam, Xuân Hinh rồi, Xuân Hinh. Rất là khổ hạnh, rất là thân, rất là già nua các bạn. Linh xa nhưng mà làm theo tán lối tán cổ, tán kiểu miền Bắc, tán cổ đấy quá, tán cổ đấy, không hợp cho lắm nhỉ, tán cổ. Đâu rồi để hỏi bao tiền nào, chạy đi đâu rồi? Chết thật, cứ vào cái đẹp này đi. Chịu sao nổi, đang hết tiền. Đây. Xanh nha. Chính là con xanh này về làm hay đấy, rất khỏe. Dầm rất dày về làm được luôn. Cứ dầm cái nhìn nó rõ ngay. Toàn 9 triệu không nọ bằng. Không đạo bảo 2 hay 3 triệu mấy, 3 triệu rưỡi. Có ông anh đứng cạnh mình không lấy được cái này. Ồ bạn có em ổi nghệ thuật, ổi nghệ thuật, ổi nghệ thuật đây. Nhưng cái tượng hơi to các bác, tượng hơi to, tượng hơi to. Nếu mà mình mua mình sẽ bỏ tượng đi, rất hài. Tiền mà cái sân lùng lấy những cái đồ hay thì bà có làm ra đâu. Mình thì thèm, thèm khác, thèm khác các bạn. Đẹp quá. Cây này nó đẹp ở cái chỗ là nó tây tán nó có rồi các bạn, tây tán nó có rồi nhá. Thứ hai là nó ở cái trong chậu lâu năm rồi. Cái điểm thứ ba là nó khá là quải, thân chảy dài. Thực ra là ngày xưa là một cái ổi rất là bình thường, các bác tưởng tượng nhé, các bác tưởng tượng ngày xưa cái ổi nó sẽ như này. Đây, góc bên này mà nó có hai cái tay bằng cái cổ tay nó trồi lên này. Mà cắt đi làm tay tán bao nhiêu năm rồi thì nó ra. Thì các bác, đấy nó là quà tặng của thời gian với lại cái bàn tay con người quá, khác biệt ở chỗ đấy. Lại bị khít rồi. Tất nhiên nối làm tay tán thì mình không thích kiểu này, nó lằng ngoằng quá. Như này thì được, như này thì được, như này thì được. Đấy. Ok đấy, nhưng mình về mình sẽ thay bức tượng này. Tượng cao quá, tượng to hơn cái cây, tượng to hơn cái cây, nhỏ thôi. Để tượng được nhỏ thôi. Bác nhỉ? Bác đồng ý không? Đấy các bác. Cây lộc vừng rất luôn lực. Cây lộc vừng hôm nọ hai thân thì bán rồi thì phải. Phần dưới, dưới này, dưới lá to. Đấy cái quýt em mua giờ nó là đây quả. Vâng. Dưới quả. Đấy.
cây quýt ở ngoài Bắc mình lâu rồi. Đúng rồi. Quá thuần. Cây này ghê gớm đấy nhỉ. Ruối nhỉ. Không, cây sơn trà. À sơn trà. Nó là họ ruối. Quê nó vẫn cứ gọi tất là ruối. Gốc đẹp nhỉ. Cái này bao tiền đấy cô? Cái này bao nhiêu? 3 triệu. Cứ như cái hòn đá kia nhỉ. Ừ, 3 triệu. Gốc to thật. Đẹp. Đẹp. Quá đẹp. Khai thác đây. Cái găng tím thì đẹp. À, cái găng tím. Còn thì chắc thì đừng cho đẹp. Đấy, cây đẹp. Cây bao tiền? Cây 4 triệu rưỡi. Con găng này thì bao nhiêu tiền? 3 triệu rưỡi. Rồi, nhìn như tảng đá. Quá đẹp. Đẹp quá. Toàn hàng đẹp. Đây. Đây cũng con găng nữa. Đây con găng, toàn găng, găng quái. Ông này bảo hàng thì ông này cũng dễ tính. Ông ấy thích lắm rồi. Ông thích từ trước cơ, nhưng tưởng cái thằng chó nó đi cùng nó lại xui ông không lấy. À thì, ở đây này có cái loại người không có thì lại muốn người ta không hơn mình. Kiểu như là không muốn ai mua mất đấy đâu. Không phải không muốn ai mua mất. Mà là muốn là người ta cũng không muốn cho người ta chơi. Là muốn là người ta không cái kiểu ý kỷ. Đúng. Mình không mua được thì mình để người khác mua. Nó không mua mà là nó không muốn cho người ta chơi. Ví dụ giờ tôi với ông cùng với nhau đéo ai muốn. Cháu thì lại khác. Cây này cháu có thích đến mấy người khác mua cháu vẫn ủng hộ. Thế nay ông này ông ra một mình ấy, như ông không đi với ông ấy nữa như. Được. Ông thế hôm nay ông ra ông thấy ta bán cây sam kia rồi đúng không? Ông chọn một cây sam đẹp lắm. Cái lùn bằng này này, cái rụt mà to thân nó bằng này mày biết rồi gì? Biết. Đấy, thế là ông chọn rồi, thằng chó chết cái xui ông. Đấy, cây sao ông thích đấy, hôm trước có lùn lùn đây. Đấy, hôm qua bán rồi, hôm qua bán bạc. Đấy, còn cây này bao tiền? Đâu? Cũng chắc nhỉ? Đấy, hôm qua ông bà cũng chẳng bảo mình là bao nhiêu. Cũng chắc đấy đúng không? Và lên nhiều thế. Hình đấy. Đúng là... Này, cây này thì... Cây... Cái suối này gì? Toàn này toàn hàng đẹp. Vâng, toàn hàng. Này mua được cái lô này toàn hàng nhiều tiền này. Cái sam này đẹp. Đây trong vừa quay một mình cây một lúc rồi. Còn cây nữa thôi, đẹp lắm. Cây nhìn nữa chắc là A ngoại. Nhìn cái thân thích nhỉ. Thân nó quá thích. Cái toàn. Này mà đẹp. Đấy, toàn hàng nhiều tiền này. Vâng, này chả đẹp. Ồ, này cũng đẹp. Ồ, nó bao tiền? 2 triệu rưỡi. Cầu đấy. Cây nó gọi là cái gì? Trúc Anh Tài à? À tích chuyện á. Tích chuyện đấy như à, không... anh Tài thì đứng trên được quay đấy, nhân duyên gặp nhau đấy. Nhân duyên gặp nhau đấy. Gặp nhau trên một cái cầu. Vâng. Nương Sân Bá. Đúng rồi. Sân Bá Trúc Anh Tài đấy, nhân duyên gặp nhau. Để ở một nhà nơi rồi. Nó làm kỹ rồi. Bên đây lại có một cây này. Bên đây một cây, hai cây, hai bên này. Nó làm lâu năm rồi. Thế trong cái cành bay này, nó lên đây có một cây, nó làm cái kiểu cành rất đẹp. Nói là nó cũng có con mắt nhìn nhìn. Kiếm được cái phôi tốt. Kiếm được phôi tốt đấy. Hồ từ Bồ Đề đẹp quá. Bồ Đề đẹp quá. Mày quay về bán hàng cô tí nha. Rồi. Đấy, chắc quá thích. Sơn trà. Thật chứ.
cái tên sơn trà mình không nghe bao giờ đâu, nghe các bác nói thế thì biết. Cái cây này thì lại biết. Ra xem cái mai đá. Cái mai đá. Đấy, mai đá giống hệt mai châu thủy, lá to nó mọc trên rừng đấy. Một số nơi gọi là thừng mực á, thừng mực ấy. Hoa này rất nhiều, hoa rất nhiều. Cái này có thể ghép được mai châu thủy có nhá, ghép được đấy, ghép mai châu thủy nó cũng họ đặc tính như hệt nhau, thân thế thân lá. Rồi ok, tóm lại là hôm nay nhà ông bà này có thêm mấy con chắc ngon này, thứ hai là mấy cái linh sao ngon này, thứ ba là có cái ổi ngon này, từ mấy cây mới cái sơn trà trên chiếc đá các bác nha. Xin cảm ơn các bác.